Xin chào các bạn. Thì đây chúng ta cần một cái máy về xử lý về như là văn phòng, một cái máy có thiết kế là cảm ứng, vừa làm việc mà vừa có thể cảm ứng được như thế này. Và máy được coi là màn hình là Full HD với tấm nền IPS và phiên bản là 2K IPS nữa. Đó. Thì hôm nay mình review một dòng máy đó, mẫu máy đó chính là dòng mẫu máy phiên bản 2K đi ha. Dell Latitude và đây là phiên bản là 7480. Vâng thưa các bạn. Thì máy là thiết kế là khá là đẹp với về vân carbon như thế này. Đó. Có vân carbon nè, có phiên bản thì nó là vỏ bình thường nè. Trên đây mình có nhiều rất nhiều mẫu như này. Thì bản 2K sẽ là hầu như là sẽ là vân carbon. Đó, logo màu trắng vân carbon. Và chúng ta nhìn thấy trên đây, thiết kế của mẫu máy này thì rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đó, màn hình có thể ngửa ra 180 độ như thế này. Thấy không? Về ngửa ra như thế này ha. Và máy là có đèn LED cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Về ngoại hình, về mẫu máy của dòng máy này thì đầu tiên về phía trước, phía trước của mẫu máy này chúng ta nhìn thấy là về với những sợi carbon nè. Đó, rất là đẹp. Máy tình trạng nè, như mới vậy đó. Đẹp không? Cực kỳ đẹp ha, lung linh. Thì đối với mẫu máy này chúng ta nhìn thấy đây là logo màu trắng nè, tấm nền vân carbon như thế này. Ở đây là một cái lớp nhôm để mà chống về như là ngay trong vị trí bản lề nè. Đó. Bản lề đây gọi là bản lề đơn. Bản lề đơn thì nó sẽ có hai bản lề qua đây nè. Rồi qua cái cổng kết nối. Cổng kết nối của mẫu máy này thì nếu như chúng ta làm việc về văn phòng, các bạn làm việc về như là phục vụ giảng dạy, dành cho học online, dành cho là phục vụ như là để họ họp, hoặc là chúng ta phục vụ như là công việc của chúng ta là để làm việc. Đó. Thì đây mẫu máy mà có thể các cổng kết nối khá là đầy đủ. Đầu tiên đây là vị trí về sạc. Sạc đây là sạc rác mít 300, coi như là sạc cổng sạc lớn nè, sạc đeo thông dụng. Đó. USB-C. USB-C nha. Vị trí về cổng USB-C này cho phép là chúng ta nhìn thấy là cắm được những cái cổng như là USB 3.0, USB 2.0 nữa. HDMI xuất ra được 4K. Hai cổng USB 3.0. Đó. Thì mẫu máy về như là USB 3.0 như này rất là tiện lợi đúng không? Đó. Đây là thẻ SD nè. Rồi qua phía trước này, phía trước này dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy là thiết kế khá là nhỏ, gọn. Mẫu máy mà chúng ta nhìn thấy là một mẫu máy mà hầu như là đây là màn hình 14 inch, độ phân giải lên tới 2K luôn, thì rất là đẹp. Màn hình 2K thì chắc chắn là nhiều bạn là coi như là rất là mơ ước về dòng máy như thế này. Rất nhiều bạn hỏi về dòng máy này, thì sẵn hôm nay đây là mình đang có, thì mình review lên. Đó, em nhất review lên và gửi về coi như một vị khách và coi như là mời cái quý khách xem luôn về mẫu máy như thế này. Qua đây nó sẽ có những cái cổng nè, vị trí về cổng gắn về SIM 4G nè. Đây là cổng rắc mic 3.5 nè. Đây là vị trí về thẻ nhớ SD nè. Đây là cổng 3.0 nè, USB 3.0. Đây là cổng vị trí về LAN chống tầm lộn về máy. Có nghĩa là dòng máy này chúng ta gắn được là một cổng USB nè, hai cổng USB, ba cổng USB và thêm một cổng USB-C nữa, hay gọi là bốn cổng USB ha. Đó, rất là tiện lợi. Rất là nhiều cổng, tiện lợi. Rồi, về ở đây chúng ta nhìn thấy đây là những cái cổng kết nối nè, về phía đằng sau. Đằng sau mẫu máy này là Dell Latitude 7480. Có license Windows 10 bản quyền. Máy có hai cái vị trí cao su chống chân trượt. Đó, hút gió từ đây và thổi gió qua bên hông. Máy là 1 2 3 nè, 4 5 6 nè, 7 8. Thì tám cái ốc này chúng ta thì gắn được, mở ra dễ dàng như là coi như là để mình làm sạch bụi, hoặc là chúng ta dễ dàng nâng cấp trên đây. Đó. Thì thưa các bạn, thì đối với một cái mẫu máy mà để xử lý về như là xài về vừa là văn phòng, vừa là như là Photoshop vậy đó, thì đây mẫu máy rất là đẹp luôn. Đó, rất nhiều bạn thích về mẫu máy như thế này ha. Đây là hình ảnh thực tế của mẫu máy này. Thì thưa cả nhà, thì đối với dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là dòng Latitude 7480. Đó, thì ở đây các bạn nhìn thấy là có về cảm ứng nè. Cái màn hình đây là màn hình mình có phiên bản cảm ứng và phiên bản không cảm ứng. Thì đối với dòng màn hình cảm ứng này đang là độ phân giải lên tới 2K là 2560 x 1440. Rất nhiều bạn hỏi về phiên bản như thế này, thì sẵn hôm nay là mình có được cái mẫu này, thì mình review lên để mời cả nhà chúng ta xem. Đó, có nhiều bạn là đặt lên cái mẫu máy này là coi như là yêu cầu cái dòng máy mà có màn hình 2K, thì nay là coi như là may mắn mình ngờ hàng là có nè. Review lên, mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem. Rồi thưa các bạn, ở trên đây chúng ta nhìn thấy là về như là wifi. Wi-Fi của máy này là hân hỗ trợ về 5G nè, 2.4 nè, Wi-Fi đời mới nè. Đó, rất là đẹp. Rồi về cấu hình như sau. Cấu hình đây là Core i5. Mình có i5 63, i5 73. Đó, trên đây được ha.
Rồi RAM, RAM 8GB. 8GB thì chúng ta nhìn thấy là về về xài về văn phòng thì chắc chắn là sẽ phù hợp. Bây giờ mình sẽ có một phiên bản đó là coi như là RAM tới 16GB hoặc là lên được tối đa là 32GB. 32GB trên đây. Những anh nào mà chúng ta nhìn thấy là có nhu cầu về RAM chúng ta có thể là đề xuất lên. Đó. Rồi về HD graphic thì đây là coi như là sẽ lên 4GB ha, 620 cho phép chúng ta xử lý về Photoshop rồi đó. Phù hợp. Pin. Pin đây thì bây giờ mình mới mở lên thôi là nó báo nè. Trên phần trăm pin nó báo đây tới 6 tiếng à. Đó, có thể sử dụng là coi như là cũng vài tiếng được trên đây ha. Thưa các bạn, thì một mẫu máy mà có thể là vừa là cảm ứng được như thế này nè, thấy không? Rất là tiện nè. Đó, bây giờ mình thử nhấp vào nè. Đó, xài được cảm ứng nè, nhạy lắm. Bây giờ mình sẽ có màn hình 2K, mình gõ vô là nhấp vlog chẳng hạn đây nè. Đó, enter nè. Đây nhấp vlog đây. Đây ha. Đó. Thì các bạn nhìn ở trên đây nè. Vừa xài về làm việc, vừa xài về cảm ứng, dành cho những ai mà chúng ta làm việc, ví dụ chúng ta có con em nhỏ hoặc là chúng ta thao tác về như là trên, vừa thao tác trên đây, vừa thao tác được trên bàn phím, thì đây mẫu máy có thể phù hợp đối chúng ta, thấy không? Đó là về mẫu máy này khá là bền, khá là ổn định, rất nhiều bạn thích về mẫu máy như thế này. Đó, thì đây là một mẫu máy giá bình dân, thì phân khúc giá là khoảng chừng là tùy theo 6-7 triệu là trên đây là có máy. Trên đây ha. Đó. Và chúng ta nhìn thấy trên đây là sẽ có về những cái gì đây, phân khúc giá rẻ. Và chúng ta nhìn thấy trên Tab Manager nè, thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là sẽ có về mọi thứ. Về CPU nè, i5 nè, 6373, RAM 8GB, gánh được tối đa trên đây là 32GB, SSD là 256GB Intel luôn ha, 256GB. Wi-Fi AC8265 nè, đây là Wi-Fi chủng đời mới nè. Wi-Fi này có hỗ trợ Bluetooth luôn nè. Thưa cả nhà, đó, Bluetooth đi ha. Chúng ta chỉ cần gõ là Bluetooth rồi là nó ra. Thì trên đây là Bluetooth này, chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta add được Bluetooth trên cái dòng máy luôn. Máy này có hỗ trợ vừa Bluetooth vừa Wi-Fi, rất là tiện lợi. Và máy này cũng có về như là gì đây, GPU cho phép xử lý về đồ họa trên đây. Ngoài ra là mọi chức năng, ví dụ như là chúng ta nhìn thấy về bàn phím. Bàn phím mà chúng ta nhìn thấy là bàn phím này cho phép nè, cái hành trình bấm phím nè. Phím thì có bàn phím LED cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đó, rất là tuyệt vời. Và hành trình bấm phím này cũng khá là sâu. Thấy không? Hành trình bấm phím là cực kỳ sâu trên đây. Gõ rất là sướng, rất là êm. Đó. Về mẫu phím đeo thì coi như là mình đánh giá là khá là tuyệt vời ha. Trên đây. Và thêm một cái nữa chúng ta nhìn thấy trên đây là về camera. Camera mẫu máy này thì giờ mình sẽ có về như là test camera chẳng hạn đây nè. Test cam nè. Thì thưa các bạn, thì trên mẫu máy này về mình đang để chế độ là tắt đèn. Để mời cả nhà xem là coi như là về camera nó sẽ rõ như thế nào. Máy có cam nè, có hai mic hai bên nè. Thấy chưa? Cam đây, hai mic hai bên nè. Đó. Và đây là coi như là chính chủ của Nhất Vlog nè. Đó, thưa các bạn. Thì thay mặt trên clip này em Nhất cũng xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh trong suốt thời gian qua. Thì thay mặt clip này cũng là cũng cảm ơn quý khách rất là nhiều. Đây bây giờ em sẽ quay ngược lại ha. Cả nhà nhìn thấy đây là em Nhất nè. Đó. Thì đây là mẫu máy nè, chúng ta nhìn thấy là coi như là một mẫu máy mà khá là đẹp, tuyệt vời đúng không? Đó, đây, những cái gì mà hình ảnh trên đây, những cái gì mà coi như là quay như thế nào, thậm chí ở ngoài chúng ta nhìn thấy nó còn đẹp hơn nữa so với hình ảnh. Tại nhiều lúc quay lên là có thể có cát, có bụi, có tối ở trên đó. Nhưng mà khi mà thực tế thì máy là mình đánh giá rất là đẹp. Đó, mẫu máy là gọn nè, thiết kế gọn nè, nhỏ nè, dành cho những ai mà chúng ta hay đi lại nè. Thì mẫu này nè, mình thật sự là trước đây là bên shop và bên Nhất Vlog là bán dòng mẫu máy này là được coi là đứng trong hàng top 10. Đó, có nghĩa là mẫu máy này là rất nhiều người lựa chọn về dòng Dell Latitude 7480. Chúng ta có thể lên YouTube chúng ta gõ ra là chúng ta nhìn thấy được trên đây, thực tế trên này ha. Rồi, và chúng ta nhìn thấy là nếu như chúng ta là xài về văn phòng, chúng ta phục vụ về như là công việc như là làm việc trong môi trường như là giáo dục, hoặc là chúng ta làm việc về như là học sinh, sinh viên, thì các bạn có thể lựa chọn về những cái mẫu máy văn phòng. Đây là mẫu máy rẻ, phù hợp và có cảm ứng được trên đây. Mình sẽ có phiên bản không cảm ứng được ha. Bạn nào thích cảm ứng thì chúng ta sẽ lựa chọn. Dòng máy này được cái là ưu điểm của dòng máy này là hợp kim nè. Đây là hợp kim nha, nhôm maze. Và đây cũng là hợp kim luôn. Nên khi mà thiết kế của mẫu máy thì khoảng chừng là 1.3-1.4kg. Nhưng khá là chắc, ổn định, cổng kết nối đầy đủ trên đây ha. Thì clip ở đây mình cũng review sơ bộ như thế này. Cảm ơn quý khách đã quan tâm, tin tưởng
và ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Thì mọi thông tin thắc mắc chúng ta có thể liên hệ bởi tên Chúc Vlog ha. Xin cảm ơn quý khách. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.